Chào các bạn đã trở lại với kênh của Khải Toàn. Hôm nay Khải Toàn đến Oral Barber Shop 77 giờ sim của anh Hà Hiền. Anh Hà Hiền dạo gần đây tham gia một vai lão hổ trong phim Nghi Long Đại Ca, khá là hot trên YouTube. Rồi xin anh Hà Hiền giới thiệu vài lời với các bạn. Ok, xin chào tất cả mọi người đã đến với cái video của thầy Khải Toàn. Thì mình là Hà Hiền và đơn giản chỉ là vậy thôi. Mình cũng là một người bạn, nghe nói là cũng là một người bạn được mới gặp thầy Khải Toàn thôi, nhưng mà cũng là cũng hợp ý nói chuyện nhau, cho nên những cái chuyện nhà mình cũng hợp ý nhau. Thì mình ngày hôm nay là mình cũng sẽ có một vài cái chia sẻ của cá nhân mình, cũng giống như là những sẽ trả lời những cái câu hỏi đến từ fan của thầy Khải Toàn như sau đó, hay là những câu hỏi của thầy Khải Toàn đến với tất cả các bạn. Rồi, chủ đề hôm nay chủ yếu là trao đổi và trải nghiệm của những bạn trẻ mới lập nghiệp. Thế thì người mới ra trường hoặc là người mới đi tìm một cái công việc nào đó để học để hành, thì con người lớn lên á, nhất là những người tài, cá tính thường là mạnh mẽ. Thế thì các bạn nên biết, người mạnh mẽ chưa chắc đã là người giỏi. Người giỏi là người phải thích nghi. Ví dụ là đầu tiên là khi ta học mẫu giáo, ta phải thích nghi những ngày đầu tiên học lớp 1, thích nghi với môi trường mới. Thế thì khi lập nghiệp, bạn vào một cái công ty, vào một cái môi trường, bạn phải thích nghi với cái môi trường đó. Thế thì người thích nghi được với mọi người, với mọi hoàn cảnh là người giỏi, chứ không phải là cái người mạnh mẽ. Thế thì để tìm được một cái nghề phù hợp không phải là đơn giản, cần một cái quá trình. Thế thì Khải Toàn xin anh Hà Hiền cho vài cái lời khuyên của những cái bạn trẻ mà muốn định hướng tìm một cái nghề nào đó. Ví dụ hiện tại cái hệ thống Pro Barber Shop đang mở các lớp dạy barber, thì xin anh Hà Hiền có vài cái chia sẻ. Thường là mình học trong bao lâu, có những cái trở ngại gì? Học trong bao lâu và có trở ngại gì, thì thực sự ra là trong, nếu mà nói về cái khóa học của mình ấy, thì thực sự là nó chỉ kéo dài khoảng 3 tháng. Nhưng mà trong 3 tháng nó sẽ học rất là nhiều thứ và cái cường độ của nó là rất là cao, và nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái tương lai của tất cả mọi người chỉ vỏn vẹn trong 3 tháng thôi. Có nghĩa là mình muốn, bây giờ là một cái thời đại 4.0 rồi, nó không còn như là trước nữa là mình không có internet, hay là mình mới cập nhật bằng internet, mà mình muốn là tất cả mọi thứ nó đều phải nhanh và nó tiết kiệm thời gian nhất có thể. Và nó tiết kiệm khi mà tiết kiệm được thời gian á, thì nó sẽ tiết kiệm được rất là nhiều thứ, vừa tiền bạc, vừa thời gian, vừa công sức, và rất là nhiều thứ. Cho nên là cái lớp học của mình được tạo ra và bởi một cái quá trình, và cũng giống như là một cái giáo án, nó phải nói là nó rất là gọi là nó căng, và nó sẽ chạy theo gọi là giống như là gọi là phải thật sự là các bạn phải cực kỳ tập trung thì mới có thể thích nghi được với cái lớp học đó. Và nếu như mà để nói về chia sẻ kinh nghiệm, thì thật sự là mình cũng đã từng làm rất là nhiều cái livestream để mình chia sẻ kinh nghiệm về cái cách của các bạn học như thế nào, các bạn làm như thế nào, và các bạn tiếp cận với cái lớp học đó như thế nào. Thì mình thật sự là mình cũng đã làm rất là nhiều cái video giống như vậy trên kênh của mình, hay là và ngày hôm nay thì trên kênh của anh Khải Toàn thì mình cũng chia sẻ một chút là về cái khóa học. Thì nó chỉ đơn giản, nó là một cái, đây là một cái học nghề chứ nó không phải là học chữ. Cho nên là cái cần ở đây là cần các bạn phải rất, đây là một cái bộ môn, một cái nghề đúng rồi, nó là một cái nghề tay chân. Cho nên là về khía cạnh nghệ thuật nữa, nó mang tính, và cái đích đến cuối cùng của Hiền khi mà mình kinh doanh cái barbershop của mình á, thật sự là cái đích đến cuối cùng của mình nó lại đặt ở cái vị trí là nó là nghệ thuật, chứ nó không có hẳn là nghiêng hết một bên về gọi là tiền.
nó thẳng ra là vậy. Nó cho nên là nhiều cái là mình sẽ có thể làm được và nhiều cái là mình sẽ không muốn làm. Tại vì nếu như mà mình làm vậy thì nó sẽ hơi nghiêng về một phía mà mình luôn 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 phải cầm hai cái cương, hai bên, một bên là tiền và một bên là cái chất, cái nghệ thuật đó. Cho nên là mình phải luôn đứng ở giữa và mình luôn cố gắng níu qua này níu qua anh kia để mình giữ lại. Có thể là mình sẽ làm nếu như nó sẽ mạnh hơn, nó sẽ rộng rãi hơn nếu như là mình thiên hướng về kiểu đầu tư đầu, để mà mình có được rất là nhiều tiệm hay là chuỗi rồi này nọ kia không. Nhưng mà mình sẽ đi lại một cái cách khác của mình, cá nhân của mình, thì cái đó là cái con người của mình. Và về học thì đó, thì đơn giản là các bạn chỉ cần những cái sự chăm chỉ và nó sẽ không có dễ dàng, tại vì nó chẳng có gì dễ dàng hết. Ngay từ đầu mình cũng rất là khó khăn, nhưng mà tại vì cái đó là cái thích của mình, cho nên là mình sẽ không có coi cái đó là cái khó khăn nữa. Ví dụ những bạn ở tỉnh nó xa lên thì cái quá trình học có những cái trở ngại. Thực sự thì nếu mà ở tỉnh nó xa lên thì thực sự cái quá trình mà học nó chỉ khó khăn, cái trở ngại là các bạn về cái việc là các bạn sẽ không có bạn bè nhiều để các bạn có thể tương tác được, và các bạn có thể nhờ được những cái sự giúp đỡ xung quanh. Ví dụ như là những bạn ở thành phố thì nó sẽ có cái lợi thế hơn là, ví dụ như là em là ở thành phố, xong rồi em có bạn của ở thành phố thì em nhờ bạn mình làm mẫu để cho mình có nhiều cái sự thực hành hơn. Nhưng mà đôi khi những cái người ở xa họ không có những cái điều kiện ở những người thành phố, nhưng mà bù lại họ không có bị sao nhãng. Cái sự tập trung của họ có thể là nó cao hơn cái mức tâm. Đúng, đa phần là như vậy. Đa phần thì về lý thuyết hay là về cái thực tế thì nó cũng giống vậy á. Nhưng mà nó lại có một cái rào cản mà em thấy được là họ siêng năng hơn, họ quyết tâm hơn, nhưng mà cái tư duy của họ lại hơi gọi là giống như mình, đúng rồi, không, mình nói ra cho mọi người dễ hiểu là họ hơi quê, nghĩa là họ hơi nó hơi thẳng thắn. Nhưng mà thật sự là các bạn sẽ để ý những cái chuyện đó, và họ cần có thời gian ở Sài Gòn, hoặc là đúng rồi, họ thích nghi và học hỏi nhiều hơn nữa, thì bắt đầu họ trở lại với cái đường đua, thì họ có thể họ sẽ nhanh hơn người ta về thao tác, họ có thể nhanh hơn người ta về kỹ thuật, nhưng mà để mà sáng tạo thì họ sẽ không bằng những con người đã tiếp cận với những cái hiện đại giống như ở Sài Gòn. Thì cái này là cái mình chia sẻ thôi, chứ nó cũng không phải đã kích một cái nhân vật nào. Có nhiều bạn hay hỏi là tuổi nào hợp với người này người kia. Thế thì coi tuổi không hoàn toàn thiếu chính xác. Ví dụ là nó vẫn có một cái xác suất nhất định. Ví dụ là cái người sinh tuổi Thìn Tuất Sửu Mùi thì thiên về nghiên cứu, sáng tạo, nghệ thuật và giảng dạy. Rồi, còn cái tuổi Tý Ngọ Mão Dậu thì thích cái sự mạnh mẽ, thích cái sự tự do hơn. Còn dần Thân Tỵ Hợi thì thiên về biến hóa, linh hoạt, giỏi giao tiếp, thích công việc về xã hội. Nhưng mà tuy nhiên tuổi chỉ là một cái yếu tố nhỏ. Riêng về cái ngành tóc, cái ngành barber, cầm nhiều dao kéo thì những bạn sinh tháng 9, tháng 10 đó là khó tiếp cận hơn. Tuy nhiên khó tiếp cận thôi chứ không phải là không được. Còn lại những bạn sinh mùa xuân, mùa hè thì có lẽ là dễ hơn, phù hợp hơn. Cái ngành nó chiếm khoảng 30% chứ không phải là tất cả. Và thông thường trong cuộc sống, ngành nghề chọn mình hơn là mình chọn ngành nghề. Dù mình làm nghề nào, mình với một cái tâm huyết cao, mình một với sự cố gắng cao, thì cái nghề đó nó dễ có thành hơn là mình làm. Cho dù mình được ba mẹ cung phụng bao nhiêu tiền bạc mà mình không có chú tâm thì cái nghề đó rất là khó thành. Để nuôi dưỡng được ước mơ với các bạn mà mới vào đời, chi phí ít ỏi, phải tìm một cái nghề nào đó để học thì quả thật là không dễ. Tại vì ngoài cái chi phí còn lại cái thời gian học và thích nghi với công việc đó, coi thích hay không. Thế thì theo anh Hà Hiền thì làm thế nào để những bạn trẻ nuôi dưỡng được những cái ước mơ của mình trong cái việc mà chọn nghề lập nghiệp?
làm thế nào để nuôi dưỡng cái ước mơ. Ok, mình cũng thật sự mình cũng chia sẻ với tất cả mọi người thì mình bắt đầu bởi cái sở thích rồi. Thật sự là mình chỉ mới bắt đầu với cái nghề này bằng đang ban đầu là mình không có dám nói là mình đam mê nha. Đến bây giờ mình cũng không có dám nói là mình đam mê. Tại vì cái mình chỉ có thể nói là mình mê thôi. Tại vì đam mê nghĩa là mê là mình nếu mà đầy đủ đam mê thì mình phải vừa có kiến thức mà mình vừa có cái sở thích nữa thì mình mới gọi là đầy đủ đam mê. Và cái nghề này nó là một cái nghề giống như vậy vậy các bạn. Nó là một cái nghề càng học càng ngu. Nghĩa là mình sẽ không bao giờ học hết được hết tất cả mọi thứ, và mình phải luôn luôn học, luôn luôn nhìn xa hơn, đi xa hơn để mình tìm ra được những cái mới, những cái mà cái xã hội này họ cần trong tương lai. Nó cho nên là đây là một cái nghề mà mình rất là thú vị, mình cảm thấy nó rất là thú vị, là tại vì nó sẽ không có chỉ có nhiêu đó thôi. Nó không phải là chỉ có nhiêu đó mà lúc nào mình cũng update, mình cũng muốn cố gắng đổi mới, đúng rồi. Nghĩa là không phải là theo thị trường nữa mà mình muốn làm cho tất cả mọi thứ nó tiên phong, nghĩa là mình luôn muốn nó đi đầu trong những cái đó. Dạ đúng rồi. Đó thì cái đó là cái mà thúc đẩy mình làm càng lúc nó càng xa, nó càng tiến xa hơn. Thì các bạn cũng giống vậy, thì ngay từ cá nhân của những người chưa biết gì về cắt tóc và các bạn nên nuôi dưỡng nó bằng cái sở thích thôi là được. Miễn sao là các bạn cảm thấy là các bạn đụng tay vô tóc người khác mà các bạn cảm thấy là các bạn thích cái việc đó thì có nghĩa là các bạn nên đi học, hay là các bạn nên xem YouTube nhiều hơn giống như mình. Đại loại là từ cái thời điểm ban đầu học cho tới tận ngày nay thì anh Hải thì trải qua bao lâu? Đến thời điểm này thì mình đã có khoảng hơn 5 năm rồi. Hơn 5 năm với cái nghề này rồi. Và mình thật sự là mình cũng nói là mình cũng là một cái cũng có một cái khiếu. Mình cũng là một cái người có cái khiếu gọi là nghĩa là bắt chước rất là nhanh. Bắt chước và học hỏi rất là nhanh. Cho nên là mình cũng dựa trên cái lợi thế đó của mình mà ngay từ nhỏ. Tại vì mình có một cái thói quen là mình ngày xưa mình đi tập nhảy, cho nên là mình xem nhảy rất là nhiều và mình phải học theo ở trên mạng nó rất là nhiều. Và từ cái thói quen đó thì nó cũng trở thành những cái mà sau này mình cũng áp dụng được từ nhỏ. Thì cái đó mình nghĩ là chắc đó là một cái sự may mắn của cái rèn luyện của mình. Thì đó là cái chia sẻ thành thật, rất là thực sự, rất là gần với các bạn để cho các bạn dễ hiểu nhất về cái những cái mà mình có thể chia sẻ cho các bạn. Nói chung là các bạn cứ thích, các bạn phải biết là các bạn định hướng là các bạn nghe ban đầu là các bạn thích cái gì. Tại vì khi mà các bạn thật sự thích nó thì các bạn sẽ không cảm thấy là nó cực khổ, các bạn sẽ không cảm thấy là nó mệt. Nó chỉ là cái thời gian để rèn giũa cái kỹ năng của các bạn thôi. Còn lại thì còn một chút vào may mắn nữa. Thì mà đối với mình thì cái sự may mắn đó nó được tạo ra bởi cái đạo đức của các bạn. Cho nên là các bạn càng đạo đức, các bạn càng văn minh, các bạn càng hiểu chuyện, các bạn càng đúng rồi, thì các bạn sẽ rất là được nhiều người giúp đỡ nữa. Đó, cho nên là các bạn nên như vậy, chỉ đơn giản là vậy thôi. Về cái việc nuôi dưỡng ước mơ với những người có cái khả năng hoặc là có cái năng khiếu họ dễ hơn, còn đối với một người không có năng khiếu ta phải cố gắng kiên trì tập luyện cả ngàn lần để đạt được cái điều mà chúng ta mong muốn. Thì nói về nhân quả xa thì người ta nghĩ là giúp người, nhưng mà các bạn nên hiểu nhân quả bên trong và nhân quả gần. Cái nhân quả bên trong là cái ta đã học, cái ta đã nghiên cứu rồi, cái nhân đó là cái nhân, còn cái quả là cái công việc ta làm. Còn cái nhân mà hiện tại mọi người đang rất là dễ bỏ qua, tâm tính của mình nhẹ nhàng, mình giúp đỡ những người xung quanh, thì đó là cái nhân. Khi mà mình gặp một cái việc gì đó, người ta sẽ giúp đỡ lại. Ngay trong một cái nhóm học, những cái người mà mở lòng, những cái người mà đầy nhiệt tình thì rất là dễ được những người xung quanh đón nhận. Thì nói về nhân quả, mình cứ hiểu rằng cái mình gieo trước đó là cái nhân, cái hiện tại mình làm là cái quả. Nhưng mà đôi khi có những cái cây
mình trồng 1-2 năm, có những cái cây mình trồng tận 10 năm nó mới có trái. Thế thì chỉ và lòng kiên trì thôi, trong cái công việc mà bạn đang học, đang làm vẫn chưa đủ. Bạn phải rèn luyện thêm về cái đức tính, cái cách sống. Những người mà lập nghiệp hoặc là những người trưởng thành 30-40 tuổi cũng chưa chắc đã dễ thành danh. Thế thì các bạn nên hiểu một điều, tất cả những trở ngại, những khó khăn, những mất mát thì đó là những cái bài học, những cái bài thi. Nếu mà bạn vượt qua thì bạn lên lớp, còn bạn không vượt qua được thì bạn ở lại lớp. Cái trở ngại, chướng ngại lớn nhất là cái tôi và sự cố gắng bên trong mỗi người. Hạ được cái tôi thì bạn thành công được một bước. Còn lại bạn phải cố gắng tu tập, tập luyện sao đức tính của mình hòa hợp với mọi người, dễ thương với mọi người thì càng dễ dàng thành công hơn. Buổi chia sẻ hôm nay có thể là tạm dừng tại đây. Các bạn có thắc mắc gì thêm có thể comment lên cái kênh YouTube của Cải Toàn Phong Thủy hoặc là cái kênh Forrow Barbershop. Kênh Forrow Barbershop của anh Hà Hiền vừa được xuất bản rồi. Anh Hà Hiền có muốn chia sẻ vài lời cuối cho các bạn? Ok, cảm ơn các bạn đã xem video đến đây. Mình là Hà Hiền và đây là Khải Toàn. Thì đơn giản chỉ là vậy thôi. Thì các bạn cứ thích cái gì làm đó. Tuổi trẻ còn rất là nhiều thời gian, và nếu như có duyên thì chúng ta sẽ có thể ngồi cà phê nói chuyện với nhau một cách tương tận hơn. Tại vì thật sự là mình là người nói rất là nhiều, và mình cũng bên ngoài thì lầm lì lì vậy thôi, nhưng mà khi mà ngồi xuống nói chuyện thì cũng sẽ nói rất là nhiều thứ, và có rất là nhiều thứ trên đời này để chúng ta có thể nói chuyện với nhau. Ok, hẹn gặp lại, xin chào.